Thường nhắc chúng con trong những lời du chiều hè.
có cơm có áo hôm nay, đừng quên gian khổ những ngày đã qua. Cuộc đời bão táp mưa xa, hai xương một nắng cha đà thấm sâu. Chúng con xin cảm ơn cha, cha đã chịu nhiều cay đắng để có ngày nay chúng con được cuộc sống ấm êm, được nhiều hạnh phúc. Cha ơi, chúng con đã khôn lớn và càng thấm thía hơn vì thấy cha tóc đã bạc, chân đã chậm. Cha ơi, chúng con chẳng quên đâu những ngày đông tháng giá, một nách cả đàn con, cha vất vả tảo tần, góp gom từng hạt gạo ngọn rau để nuôi con khôn lớn. Cảm ơn cha, cha đã cho chúng con thật sự thành người. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, chuyện đời của gia đình bà quả cụ Nguyễn Thị Yến và trưởng nam Lê Văn Phúc ở thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, xin trân trọng kính báo tin buồn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin chồng cha ông cụ chúng tôi là cụ Lê Văn Chi. Cụ sinh năm 1928, cụ thường trú tại thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Trải qua một thời gian cụ nằm trên giường bệnh, mặc dù cụ đã được các con cháu trai gái dâu rể cháu chắc nội ngoại hết lòng chăm sóc, đồng thời cụ đã được các y bác sĩ tại bệnh viện tận tình thuốc thang. Họ hàng nội ngoại, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa cùng các ông các bà là thông gia liên gia động viên thăm hỏi. Song sức tuổi cao sức yếu, bệnh đến với cụ quá nặng, cụ không thể qua khỏi được. Cụ đã chút hơi thở cuối cùng rời bỏ trần gian trở về nơi tiên cảnh vào hồi 20:25, tức 8:25 tối ngày hôm qua, ngày 4/12/2013, tức ngày 2/11 năm Quý Tỵ. Cụ hưởng thọ 86 tuổi. Lễ nhập quan cụ Lê Văn Chi được gia đình tổ chức long trọng vào hồi 8:15 sáng ngày hôm nay, ngày 5/12/2013, tức ngày 3/11 năm Quý Tỵ. Lễ đưa tang và an táng cụ về nơi an nghỉ cuối cùng được gia đình và ban lễ tang tổ chức trọng thể vào hồi 14:15, tức 2:15 chiều ngày mai, ngày 6/12/2013, tức ngày 4/11 năm Quý Tỵ, an táng cụ tại nghĩa trang nhân dân thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê. Vậy gia đình xin kính báo để các cụ, các ông, các bà, họ hàng bên đầu bên ngoài gần xa cùng các ông, các bà đã thông gia liên gia và toàn thể nhân dân trong và ngoài xã được biết đến gia đình tăng quyến ăn trầu uống nước chia buồn cùng gia đình. Thay mặt gia đình, bà quả cụ Nguyễn Thị Yến, trưởng nam Lê Văn Phúc cùng các con cháu trai gái dâu rể xin được trân trọng kính bảo.
86 tuổi. Đội kinh thơ truyền thắng, chúng tôi được biết tin phủ 250 tạ thế về nơi suối Hằng an giấc ngàn thu. Lấy đội chúng tôi có lén nhang thơm, có vòng hoa tươi để kính viếng hương hồn cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đội chúng tôi không biết nói gì để ơn nữa, để tỏ lòng ông Dương cách biệt, đội chúng tôi xin dành một phút mật niệm. Bắt đầu. Lời của các đại ca với một lần nữa xin được chân thành cảm ơn. Mời bản hội trở lại bàn ăn chầu nước tăng gia có đôi lời cảm tạ. Kính thưa liên hội Lê Văn Chi, kính thưa toàn thể gia quyến, thưa toàn thể bà con và anh em trong họ gia tộc họ Lê Công. Hôm nay toàn thể bà con cùng các con các cháu họ nội ngoại của gia tộc họ Lê Công nghe tin cụ 250 quy ẩn về với tổ tiên, toàn thể gia tộc họ Lê Công vô cùng đau thương thương xót, và tới đây trước linh trước vong linh hồn cụ, gia tộc họ Lê Công ngậm ngùi không biết nói lên một điều gì, chỉ biết có nén hương thơm, có bọc hoa thắm, có một câu đối để tiến đưa cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng được thanh thản vắng vẻ. Kính thưa toàn thể gia quyến, thưa toàn thể các cụ các ông các bà trong gia tộc họ Lê Công, cụ Lê Văn Chi đối với dòng họ cũng đã được xếp bậc tiền bối, cũng đã có công gây dựng lên gia tộc dòng họ Lê Lai, tra truyền con nối truyền lại cho anh em con cháu chúng cháu. Xin phép cụ chúng cháu đã đổi tên họ dòng họ Lê của các cụ nay đổi tên là gia tộc họ Lê Công. Chữ công có nghĩa là để tôn thờ các bậc tiền bối đã có công gây dựng nền móng nền tảng của dòng họ ngày càng vững chắc. Trước khi tiến biệt cụ, xin phép cụ và toàn thể gia quyến hãy dành một phút mặc niệm để tiến đưa cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Phút mặc niệm bắt đầu. Sau đó là con lời chia buồn cùng gia đình trang chủ để tưởng nhớ hồn ông, chúng tôi xin phép được một phút mặc niệm. Bắt đầu. Thank you.
thưa con linh hồn của Lê Văn Chi, thưa bà con thân bằng cố hữu, thưa gia đình thân chủ, được tin của 20 người già, chúng tôi là đại diện của gia đình Phụ Song Truyền thôn Bằng Ngang cùng các em ruột, con, cháu là những người con, người cháu là của mẹ là thông gia với cô ở đây là đến được tin cô 20 người già với những nén nhang thơm để kính cẩn như mình trước phong linh thần cô. Kính chúc cô yên giấc làm thu và lời chia buồn của gia đình tang quyến. Xin một phút mặc niệm. Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Hưng Yên, chúng tôi vô cùng thương tiếc.
Chúng tôi có vòng hoa tươi, có nén hương thơm đến kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng toàn thể gia đình. Với việc cụ, chúng tôi xin phép được một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Hôm nay em của bác cùng các con cháu của em được tin bác quy thiên tổ Phật đi theo thiên tổ. Em của bác cùng các cháu đến với bác coi nén nhang thơm và cầu hoa tươi để kính dâng lên phong linh của bác và cũng để chia buồn với bác. Và trong lúc chia ly anh em đi phải không còn thì còn ai nữa thì thôi em chỉ chúc bác có tinh thần mãi mãi an chất và du. Để kính biệt bác lần cuối cùng, em xin phép gia đình các quyến cùng các cháu được dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Chuyện đời của gia đình tang quyến một lần nữa xin được đón nhận lễ và kính mời đoàn trà đại bàng ăn trầu uống nước tang gia con đôi nào. Cùng toàn thể chúng em và con cháu của gia đình chúng em được tin cụ 250 về già, em thay mặt cho đoàn lễ viếng của chúng em trước hết để chia buồn sâu sắc đến cụ bà cùng toàn thể các ông các bà cùng con cháu của nội tộc nhà ta. Trước khi vĩnh biệt cụ, em không biết nói gì hơn, cho phép em thay mặt cho đoàn lễ viếng giữa gia đình
anh chị em chúng em là người thông gia với cụ. Trước khi vĩnh biệt cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, theo tiên tổ được an giấc ngàn thu, một lần nữa cho phép em thay mặt cho đoàn lễ viếng kính chúc hương hồn cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, theo tiên tổ được an giấc ngàn thu. Sau đây em xin trân trọng giới thiệu cụ cử con lời hiếu để đến vĩnh biệt cụ. Trước khi chúng em ngần lời mời cụ cử đại diện kính hướng hương hồn cụ Lê Văn Chi. Ôi than ngôi tiên tin giữ chuyện đi nỗi tiếc thương sao trời nỡ vội rẽ đôi đường chứ vòng trắng xe lửa mở mây khói cảnh liễu chưa ai dù tuyết đi sương vui lúc cháu con quanh dịu dít buồn giờ đi biệt cách ngâm dương. Một lần nữa xin phép hương hồn cụ cho phép đoàn lễ viếng chúng em cùng toàn thể gia đình, cho phép đoàn lễ viếng chúng tôi để một phút tưởng niệm cụ như phút mặc niệm bắt đầu. Và gia đình tăng quyến xin đón nhận lễ và kính mời đoàn trở lại bàn ăn chầu của nước tăng gia phát đôn đời cảm tạ. Hai năm mua về chầu sinh tổ, chúng tôi gặp lại anh em nội ngoại là con cháu nhân gia với con cụ. Nghe tin cụ về chầu sinh tổ, chúng tôi tuyên án quân hương về kính thức cụ nước yên vàng an nghỉ chia buồn cùng gia đình, không có nỗi đau nào cả là nỗi đau mất người thương. Chúng tôi chỉ biết chúc cụ nơi suối vàng an nghỉ chia buồn cùng gia đình. Sau đây cho phép chúng tôi xin lập một phút mặc niệm của xin bác ạ. Các con tôi nghe tin ông 250 về già, về tình cảm gia đình tôi cũng thứ nhất là có nén hương thơm vòng hoa thắm rồi lễ mọn đến là kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng toàn thể gia đình và các cháu. Trên đầu gia đình các quý ban nhân dân xin chân thành cảm ơn. Xin kính mời cụ cùng toàn thể gia đình ăn vào cả nhà xuôi chầu uống nước tăng quyến rất là cảm tạ. Xin chúc một cụ bác mẹ sẽ kính cúng và chia buồn với trước cùng gia đình. Trân trọng rất nhỏ kính mời toàn thể biết của gia đình cụ căn và tình nghĩa thông gia và bất ưng kính với ngôi mộ. Kính thương cụ bà cùng các anh các chị cùng các cháu con của các cụ, hôm nay được tin cụ 250 về già đã về với tổ tiên, gia đình chúng tôi được quyền ủy quyền thay mặt bà mẹ chúng tôi là thông gia với gia đình, thông gia với cụ tới lại đây có nén hương thơm, có vòng hoa tươi để kính viếng hương hồn cụ và chúc cụ về với tổ tiên được tiêu sinh thịnh độ, được mãn nguyện cuộc đời. Để tiễn biệt cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, xin phép gia đình
cho bà mẹ chúng tôi và anh em chúng tôi được một phút tưởng niệm, kính viếng và tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Giờ phút bắt đầu. Tăng quyến cùng toàn thể nhân dân, hội hưu trí dân chính đảng huyện Kim Động được tin cụ 250 về với gia tiên đến đây để cúng viếng và chia buồn với gia đình, thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vương Văn Say, hội trưởng của hội lên phát biểu. Kính thưa gia đình tăng quyến, chúng tôi các cụ trong xã ngoài làng, hôm nay đồng chí mất đi cũng rất vinh dự, con rể cụ trong hội hưu trí khối dân chính đảng, hôm nay toàn thể cán bộ hội viên thay mặt cho 200 hội viên và bạn bè của con rể cụ đến kính viếng thân mình, cầu mong cho cụ an giấc ngàn thu, mẹ thường hứa với cụ đề nghị toàn thể chúng ta dành một phút rút vật liệu bắt đầu. Thay mặt các đoàn xin trân trọng cảm ơn. Nhận được tin cụ 250 về khỏi cái nhà, chúng tôi có lén hương thơm, có vòng hoa thắm đến dâng kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng gia đình. Một từ vấn sẽ được kính chuyển lời của gia đình tăng quyến xin đón nhận lễ và kính mời đoàn trở lại bàn ăn trầu nước tăng gia có đôi lời cảm tạ. Thank you.
Kính thưa gia chủ, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội, ngoại tộc, tôi đại diện cho em, tức là thông gia, em chỉ thôi, thông gia vương phú, biết được tin cụ 250 về nhà. Con cháu của cụ bây giờ đang đứng trước minh tiếu của cô và biết được tin cụ, con cháu cụ vào tới đây để trước hết kính viếng thân của cô và chia buồn cùng gia quyến. Con cháu của cô đứng tại đây xin cô phóng linh hồn của cô và gia đình gia quyến phút mặc niệm tưởng nhớ đến khi cô còn sống, mà nay Hà Nội cô đã về nơi tiên tổ để hầu các cụ. Xin phép cô và gia đình một phút tưởng nhớ bắt đầu. Mà chúng ta muốn chơi
Thank you.
cháu là hội đồng bố cùng anh tú tại chiến trường miền Đông Nam Bộ, những năm chiến đấu gian khổ nhất. Được tin cụ ốm nặng và được gia đình tận tình cứu chữa, song cụ không qua khỏi. Chúng cháu biết tin cụ 250 về già có lắm nhắn nhương thơm và chúc đại bọn đến kính viếng cụ và chia buồn cùng toàn thể gia quyến. Xin phép gia đình một phút tưởng niệm bắt đầu. Chia buồn cùng gia quyến và tang gia. Xin trân trọng cảm ơn. Để vĩnh biệt ông, chúng cháu sẽ để phút mặc niệm bắt đầu. Một số sẽ tiếp chuyện đời của gia đình Tăng Quyến sẽ thành cảm ơn. Mời đoàn trả lại bàn ăn cầu nước, tăng ra các đôi lời cảm tạ. Và đúng 13:30 chiều ngày mai, trên đời gia đình Tăng Quyến trân trọng kính mời đoàn trở lại các tăng ăn chầu nước để tiếp đưa của ông công đôi về nơi yên nghỉ cuối cùng. Trân trọng kính mời. Thưa dân hộ cụ Lê Văn Chi, thưa gia đình Tăng Quyến, thưa toàn thể nhân dân,
hôm nay toàn thể bà con nhân dân xóm Đình thôn Cao xã Bảo Kiên vô cùng bàng hoàng khi nhận được tin cụ Lê Văn Chi đã 2 năm về với gia tiên. Trong tình cảm tiếc thương vô hạn, toàn thể bà con nhân dân xóm Đình thôn Cao xã Bảo Kiên xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình tang quyến. Trong giờ phút đau thương này, xin nguyện cầu cho hương hồn cụ được siêu thoát mát mẻ, xin được bái biệt cụ. Để thể hiện tình cảm thương tiếc cụ Lê Văn Chi, tôi đề nghị toàn thể bà con nhân dân xóm Đình dành 1 phút mặc niệm. Tất cả quý phút mặc niệm bắt đầu. Tin cụ 250 về già, chúng cháu là những người em của anh Tú, chị Tình có nén hương thơm về thắp hương kính viếng hương thần và chia buồn cùng với gia đình để tỏ lòng kính trọng xin phép gia đình cho chúng tôi đại biểu. Oh,
bằng bà đời quý ông mà nước này qua sông ra đời đau yêu sao có thương này trái lấy đâu rẻ cũng thương xanh chân cho có hoàng chi đâu mà nhìn cha chân được bệnh đau yêu trái lấy đâu rẻ mà chẳng biết rằng cha tôi nhìn nghiệp chúng mày
Hôm nay,
có nén nhang sơ đến kính viếng từ hồn cụ và chư buồn cùng tăng quyến để tưởng nhớ đến cụ. Xin mời toàn để phát biệt bắt đầu. Chuyện này của gia đình Tam Quyến xin đón nhận lễ và kính mời đoàn trở lại bàn ăn chầu nước tham gia các đôi đời cảm tạ. Và đúng 13:30 chiều ngày mai, trân trọng kính mời đoàn trở lại tham gia ăn chầu nước và dự buổi lễ long trọng đưa tang của ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc đau thương, mẹ con cháu xin dành một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm bắt đầu. Một lần nữa xin được kính chuyện này và các thành đang Nguyễn chân thành cảm ơn. Kính mời bạn trở lại bàn ăn chầu nước tham gia con đời cảm tạ. Chuyện đầy của gia đình Tam Quyến mọi tầng lớp xin được chân thành cảm ơn. Mời đoàn trở lại bàn ăn chầu uống nước tăng ra đông đời cảm tạ. Mời các bà các bác trả lại bàn ăn chầu nước tham gia các đôi lời cảm tạ. Để tiếp theo chuyện đời của Phan Đế Thăng và gia đình trân trọng giới thiệu và kính mời diễn biến của gia đình cháu Quyên Thọ và Hoàng Bình.
đi thân sinh ra bạn Cương về nơi thiên tổ tập thể Đức Tám A khóa 1988, bạn của Cương có đến Cương có vòng hoa thắm để đến thắp hương cúng viếng Cương Hồn Cụ và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình để tưởng nhớ Cương Hồn Cụ. Xin gia đình trang chủ cho đoàn chúng tôi một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Một lần nữa xin chuyện này với gia đình trang quý chân thành cảm ơn. Mời làm trẻ đại bản ăn chầu bước tham gia bắt đầu lời cảm bà. Được tên ông 250 từ trần, anh chị em chú cháu là bạn của anh chị Phúc Nguyễn đến có vòng hoa tươi, nén hương thơm thắp cúng viếng Hương Mùa Đông và chia buồn cùng gia đình tang quyến để tưởng nhớ tới ông. Chú cháu xin để một phút mà miệng, phút mà miệng bắt đầu. Chúng ta sẽ nhận lễ và kính mời đoàn trẻ đại bàn ăn chầu nước tham gia bắt đầu lời cảm ơn.